Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là chị Châu Thiên Trúc Quỳnh, là giám đốc môi giới công ty chứng khoán Bản Việt. Xin chào chị Quỳnh, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia vào chương trình sáng nay. Với chị thì chúng ta đang đến dần cuối cái chặng đường của năm 2016. Và nếu như trước đây chúng ta đã từng kỳ vọng là VN-Index sẽ bứt phá vượt qua cái ngưỡng 700 điểm. Tuy nhiên đến thời điểm này thì có vẻ như là điều này khó thành sự thật, đúng không chị? Tôi nghĩ rằng với cái thời điểm hiện nay chỉ còn khoảng 5 đến 7 phiên giao dịch nữa thì việc mà vượt qua mốc 700 điểm thì hơi khó khăn do một số cái thông tin và thị trường thời gian vừa qua cũng có những cái thông tin tích cực, tiêu cực đan xen dẫn đến là thị trường không đạt như kỳ vọng của các nhà đầu tư ở tại thời điểm đầu năm. Bởi vì với phiên ngày hôm qua thì thị trường đã đóng cửa ở mức khoảng 664 điểm. Như vậy là thấp hơn nhiều so với cái ngưỡng mà hỗ trợ là khoảng 670 điểm. Vâng, cảm ơn chị. Và cũng trong năm vừa qua thì có thể nói là hoạt động trả cổ tức của các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn mới rất là ấn tượng. Trong đó chúng ta có Vinamilk trả tới 60% chẳng hạn cổ tức và Masan thì cũng lần đầu tiên trả cổ tức sau khi được lên sàn. Thì ý kiến của chị là như thế nào? Chị suy nghĩ gì về những điểm này? Với cái việc mà Vinamilk trả cổ tức cao thì cái việc này cũng đã diễn ra trong nhiều năm gần đây. Do vậy cái việc kỳ vọng của nhà đầu tư cũng là bình thường. Và ngoài ra về diễn biến cổ phiếu Vinamilk đi ngược so với những thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh. Ví dụ vừa rồi Vinamilk đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh tăng 13% so với kế hoạch và doanh thu lẫn lợi nhuận đều tăng. Tuy nhiên việc nhà đầu tư không với thông tin như vậy, đáng lẽ ra thì cổ phiếu Vinamilk phải tăng. Tuy nhiên cổ phiếu Vinamilk lại phiên ngày hôm qua lại có phiên giảm điểm bởi vì lực bán của nhà đầu tư cũng khá là lớn. Thì điều này cũng có thể lý giải được là do cổ phiếu Vinamilk thứ nhất là do nhà đầu tư e ngại về cái việc mà giá nguyên liệu sữa bột đầu vào sẽ tăng trong thời gian sắp tới, cũng như là với cái việc thoái vốn vừa rồi của Vinamilk không đạt như kỳ vọng của nhà đầu tư, cũng như có nhiều cái mã cổ phiếu về ngành tiêu dùng thực phẩm lên sàn như Sabeco hay là Đường Quảng Ngãi, dẫn đến cái sự tập trung của nhà đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk có phần giảm bớt. Do vậy cổ phiếu Vinamilk cũng đã không có tăng như kỳ vọng. Còn đối với cổ phiếu Masan thì với những cái tin tức về việc chia cổ tức lần đầu tiên thì như vậy chúng ta có thể thấy là cổ phiếu Masan đã có những cái điểm tăng trong phiên ngày hôm qua, cũng như là kế hoạch là sắp tới trong năm 2017 sẽ chia tiếp cổ phiếu thưởng, thì đó cũng là những tin tức cực để cho cổ phiếu Masan tăng trong thời gian ngắn. Vâng, và cũng trong những phiên vừa qua, những cái phiên cũng gần cuối năm rồi thì theo quan sát của chúng tôi thì các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như là HQC hay là HAR lại được giao dịch rất là mạnh. Thì quan điểm của chị như thế nào về diễn biến này? Việc mà giao dịch các cổ phiếu này tăng mạnh thì cũng có thể là một trong những cái hoạt động mà tái cấu trúc hoặc là tái cơ cấu lại danh mục đầu tư của các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư lớn khi sở hữu các cổ phiếu này. Tôi không nghĩ nó mang một cái tính kiểu như là liên quan đến về hoạt động doanh nghiệp, mà chủ yếu là hoạt động về việc tái cấu trúc và tái cơ cấu lại danh mục của nhà đầu tư mà thôi, cũng như là việc đảo các khoản nợ margin nếu có của các mã cổ phiếu này ở các công ty chứng khoán khác nhau, nên tôi nghĩ rằng nó không có tác động nhiều đến cái diễn biến về việc tăng của cổ phiếu. Vâng. Thế còn hoạt động của khối ngoại thưa chị, giai đoạn hiện nay thì hoạt động của khối ngoại có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Hoạt động của khối ngoại như chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua đã có tác động rất lớn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi vì một động thái của nhà đầu tư khối ngoại cũng có tác động nhất định đến với thị trường. Do vậy tôi nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, cái việc mà hoạt động của khối ngoại cũng vẫn tiếp tục có một cái tỷ trọng đáng kể lên tâm lý cũng như giao dịch của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên hy vọng rằng thời gian sắp tới với những cái cổ phiếu mới lên sàn
thì hoạt động của khối ngoại sẽ giảm bớt cái tác động lớn đến thị trường, bởi vì cái nhu cầu của thị trường, cái khối lượng giao dịch của thị trường nó gia tăng, thì như vậy cái tác động của khối ngoại nó sẽ giảm bớt, và như vậy thì thị trường đỡ phụ thuộc vào cái hoạt động của khối ngoại hơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị về những chia sẻ trong chương trình. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng chị Châu Thiên Trúc Quỳnh, là giám đốc môi giới công ty chứng khoán Bản Việt. Và những thông tin vừa rồi, những chia sẻ vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia, và tôi hy vọng là quý vị sẽ có được những quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm lại những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành chỉ thị số 11 về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo chỉ thị thì các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể không có tổ chức đi thăm chúc Tết Trung ương địa phương, nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu rà soát toàn diện các tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế chất lượng của nước mắm đang khiến người tiêu dùng hoang mang trước nhiều thông tin trái chiều. Trước đó, thì nhóm các doanh nghiệp sản xuất nước mắm cho biết sẽ sớm tự công bố tiêu chuẩn chung của nước mắm truyền thống và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm để có cơ sở phân biệt nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp hoặc nước chấm. Thành phố Tokyo, Nhật Bản đã công bố tổng ngân sách từ 15 đến 16,8 tỷ đô la Mỹ dành cho Thế vận hội 2020. Con số này đã được rút bớt lại so với dự tính trước đó. Trước đó, Nhật Bản đã dự tính sẽ chi khoảng 17 tỷ đô la Mỹ cho kỳ Thế vận hội này. Tuy nhiên, Ủy ban Tổ chức Olympic Quốc tế cho rằng con số này sẽ là quá lớn. Nhật Bản sau đó đã lên kế hoạch giảm chi phí bằng cách xem xét lại địa điểm thi đấu một số bộ môn. Tokyo cũng cho biết sẽ chia sẻ kinh phí với các tỉnh lân cận để cắt giảm chi phí. Cuộc tấn công đẫm máu vào một khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin cách đây ít ngày đang khiến cho nước Đức và cả châu Âu nói chung rơi vào tình trạng lo lắng cao độ. Giới chức châu Âu buộc phải đưa ra hàng loạt các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ, dù chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Trong đó, một trong những quyết định mới nhất đang được EC soạn thảo là lệnh kiểm soát chặt chẽ đối với dòng tiền và kim loại quý chuyển vào các nước châu Âu. Mục tiêu là để ngăn nguồn quỹ nuôi sống các tổ chức khủng bố. Các quy định mới cần được thông qua trước khi được thực thi chính thức. Và kính thưa quý vị, bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 23 tháng 12 đến đây xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại bản tin này cũng như tất cả các bản tin khác đã phát trên kênh FBNC thông qua website fbnc.vn. Và đến đây, Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.